Xin chào tất cả các anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Thánh Chọc. Trong anime và manga nói chung, màu tóc vàng giống như là lời nguyền để gán cho các nhân vật quanh năm quen gặm hành thay cơm. Trong One Punch Man, Genos là điển hình của một hình mẫu hành ca chính hiệu. Tuy nhiên, nổi lên một nhân vật thách thức với lời nguyền tóc vàng, anh đã chứng minh cho cả thế giới rằng vàng thì cũng có vàng chìm, vàng nổi. Đó chính là King, một anh hùng được mệnh danh là người đàn ông mạnh nhất thế giới. Mỗi lần xuất hiện, anh luôn thể hiện hình ảnh là một con người hiên ngang, bất khuất, không sợ trời, chẳng sợ đất, còn lại thì cái méo thì cũng sợ. Không để mất nhiều thời gian hơn nữa, mời anh em đến với video tất tần tật về King Đại Đế. Thứ nhất, King là người đàn ông mạnh nhất thế giới. King là anh hùng cấp S hạng 7 và là anh hùng được mệnh danh là người đàn ông mạnh nhất thế giới. Chỉ như vậy thôi cũng đã đủ cho thấy sức mạnh của anh khủng khiếp đến mức nào. Tương truyền rằng vào ngày anh cất tiếng khóc chào đời, trời bỗng dưng nổi gió, mây bão mịt mùng như báo hiệu sự ra đời của một huyền thoại. Anh là anh hùng duy nhất cho đến giờ được tiết lộ là được chính hiệp hội anh hùng chủ động liên hệ mời thẳng vào vị trí cấp S mà không cần phải qua bất cứ bài kiểm tra nào. Điều đó đến từ những thành tích vô tiền khoán hậu của anh trong quá khứ. Nổi bật trong số đó chính là hạ gục thảm họa cấp rồng Vaccine Man tại thành phố A, đồng thời giải cứu kịp thời hiệp hội anh hùng và tiêu diệt Marugori, một thảm họa cấp rồng khác tại thành phố B. Vừa có tiếng lại vừa được miếng, sau này những truyền thuyết về King cứ thế mọc lên như nấm sau mưa, như King đã bay vào không gian và ném một quả bom có sức công phá đủ để hủy diệt cả hệ mặt trời và hố đen, du hành về quá khứ tiêu diệt hết các khối thiên thạch đe dọa từ trái đất, hay sử dụng mặt trăng như bao cát luyện tập và tạo hõm núi lửa trên đó. Anh nghiêm nhiên trở thành một huyền thoại sống. Trong mắt tất cả mọi người, King là người đàn ông mạnh nhất thế giới, vị vua của các anh hùng, chủ tịch trong bộ thường phục, chúa tể công lý và cơn ác mộng của cái ác. Tuy nhiên, đồn thì như lời, lời đồn thổi và thực tế thì lúc nào cũng khác nhau 180 độ. Thực chất, King chỉ là một thanh niên đã 29 nồi bánh chưng nhưng chưa có một mảnh tình vắt vai, thể chất còn yếu hơn cả người thường do chơi game quá độ. Tất cả các thành tích của anh đến từ việc may mắn hưởng sái chiến công của Saitama, thế mới thấy hệ thống thu thập thông tin của hiệp hội anh hùng còn quá nhiều hạn chế. Nhưng không hiểu sao suốt 3 năm qua các chóp bu của hiệp hội không hề có động thái để cải thiện tình hình. Thời điểm đầu tiên King được biết tới là anh hùng cấp S hạng 6, nhưng sau sự kiện thiên thạch đe dọa phá hủy thành phố Z, nhờ góp công sức phá hủy thiên thạch mà Meta Knight đã được thăng cấp lên hạng 6, còn King xuống hạng 7. Thứ hai, King là một quý bỉu kiêm vua trò chơi. Để nói về game, King mà đứng thứ hai thì không ai dám vỗ ngực tự nhận top 1. Anh là một tín đồ của các vòng game hẹn hò. Tựa game mà anh ưa thích chính là game Doki Doki Sister. Anh đã từng đội mưa đội nắng để tìm mua cho bằng được phiên bản giới hạn của game. Không chỉ chơi game hẹn hò, King còn là pro gamer của các tựa game đối kháng khác. Một vài thành tích nho nhỏ của King như một bình cân hơn 30 thành viên của nhóm Bão Tuyết, bao gồm hạ luôn cựu gamer chuyên nghiệp Pico, hay hạ gục Suryu rồi vô địch giải đấu đối kháng Wild Animal, hạ Saitama chỉ với hai ngón tay. Anh cũng sở hữu một kho game hiện tại, đó là thành quả của một thời gian dài làm quý bỉu và đã cất giấu tất kỹ để ông thần hói không mò ra được. Sau khi biết được bản chất weebu của King, Saitama vẫn thường xuyên đến căn hộ của King để học hỏi và thực hành trao đổi chiêu thức. Tuy nhiên, Saitama chưa từng thủ hòa King dù chỉ một lần chứ chưa nói chuyện thắng. Chính nhờ những thứ như con sâu đục khoét tâm hồn mà King và Saitama đã trở thành một đôi bạn thân. Thứ ba, King sở hữu món vũ khí tối thượng là động cơ King. Mỗi anh hùng đều sở hữu một đặc điểm riêng và không ai giống ai. King cũng thế, anh sở hữu King Engine, một loại haki bá vương độc nhất vô nhị. Chỉ cần âm thanh của King Engine nổi lên thì cho dù là mồ mả của bọn quái vật cũng phải trồi lên và quỳ lạy dưới chân anh. Một quái vật mạnh mẽ như tinh trùng đen dù đang ở thế áp đảo các anh hùng, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng động cơ King vang lên thì ngay lập tức tắt nứng. Bởi hiệu ứng lan truyền về huyền thoại đương thời King quá khủng khiếp. Cứ thế lời đồn đại về King và tiếng động cơ King vang xa đến cả đứa trẻ mới lọt lòng cũng biết. Với họ, tiếng động cơ King cho thấy ngài King đang tức giận và sẵn sàng lao vào xé xác bọn quái vật bất cứ lúc nào. Thậm chí tiếng động cơ King còn khiến cho trái đất cũng phải rung chuyển theo. Đấy, anh em đã thấy sức mạnh của các bà hàng xóm chưa? Kết hợp với vẻ ngoài ngầu bá cháy cùng vết sẹo trên con mắt trái càng làm cho sự áp đảo của anh trong mắt kẻ khác tăng lên. Nhưng thêm một lần nữa, đồn thì như lời, thực chất tiếng động cơ King chỉ là tiếng tim đập vì quá sợ của anh mà thôi. Nếu người đời mà biết được sự thật phũ phàng này thì họ sẽ không ngần ngại đặt cho anh cái danh hiệu người đàn ông có quả tim khỏe nhất thế giới. Thứ tư, King sở hữu siêu năng lực siêu may mắn và được gắn mác là triệu hồi sư mạnh nhất. Cho dù mang đầy đủ đặc điểm của một loser chính hiệu nhưng bù lại King lại mang một chỉ số may mắn max level. Nếu để nói King may mắn mức nào thì có thể so sánh với năng lực của cô nàng Domino trong Deadpool 2. Anh may mắn đến mức mà xuất hiện ở tất cả các địa điểm có quái vật bị tiêu diệt bởi Saitama. Điều đó khiến cho tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh là người đã tiêu diệt lũ quái vật. Cho dù nhiều lần đụng độ với quái vật hay những kẻ muốn giết mình, nhưng bằng những cách hết sức thần kỳ anh đều tránh né được những trận chiến trực tiếp. Lần duy nhất anh không may mắn là bị thảm họa Tiger Octopus Clawman biến thành họ hàng hang hốc với xanh sẹo. Kể từ khi trở thành bạn thân với Saitama, King được giới Giang Cư Mận trao cho thêm một danh hiệu cao quý khác là triệu hồi sư mạnh nhất thế giới.
Danh hiệu này có được nhờ khả năng triệu hồi Saitama mọi lúc mọi nơi. Cũng đúng thôi, khi mà trong quá khứ bất kể lúc nào kinh gặp nguy hiểm, Saitama đều có mặt đúng lúc đúng thời điểm để giải nguy. Nắng đã có mũ, mưa đã có ô, có bọn quái vật á, đã có anh triệu hồi Saitama rồi. Thứ năm, Kinh là anh hùng được tất cả mọi người kính nể. Với vị thế của mình thì bất cứ ai, cho dù là đồng nghiệp trong hiệp hội anh hùng hay những con người bình thường ngoài xã hội hay thậm chí là lũ quái vật đều không dám cương với anh. Những anh hùng cực mạnh khác như Samurai Nguyên Tử hay Đen Bóng đều rất coi trọng anh. Minh chứng rõ ràng nhất là trong cuộc họp của các anh hùng cấp S trước khi đột nhập vào hang ổ của hiệp hội quái vật. Giữa họ xảy ra bất đồng quan điểm và lộ rõ sát khí với nhau. Lý do họ đều là những nhân vật cực mạnh nên dĩ nhiên cái tôi cực lớn, mà mấy anh tài này luôn quan niệm đoàn kết là chết hết. Nhưng Kinh chỉ với sự xuất hiện của mình mà chưa cần phải lên tiếng đã khiến cho những cái đầu nóng phải hạ hỏa, dẹp bỏ đi cái tôi của bản thân, đủ để thấy uy tín của Kinh. Hầu hết đều gọi anh với vai vế cao quý là Ngài Kinh. Gioro đã đánh giá rằng Kinh là một trong 4 người anh hùng có thể đánh bại Rết Trưởng Lão. Anh cũng là mục tiêu hàng đầu cho mọi kẻ muốn lật đổ hiệp hội anh hùng. Chả thế mà tổ chức bí ẩn đã cử G4 lên thách đấu để phân tích thông tin về anh. Ngay cả các ông trùm tội phạm cũng phải cử sát thủ đến để ám sát anh. Bởi lẽ ngày nào anh còn làm anh hùng thì ngày đó mục đích của chúng sẽ không bao giờ có thể đạt được. Thứ 6, Kinh và Saitama là hai người bạn thân thiết. Vì là thân thiết nên họ đều biết được hết các bí mật thầm kín của đối phương, điều mà người phụ nữ thèm khát Saitama như Fubuki không giờ có được. Cho đến giờ Saitama là người duy nhất biết được rằng Kinh không hề mạnh như lời đồn. Còn về phía Kinh, khi biết được Saitama là người đã cứu sống mình và là tác giả của những chiến tích mà người ta gán cho anh, thì hai người họ đã trở thành đôi bạn thân cùng chia sẻ sở thích, ngày ngày đến nhà nhau gạ đấu phím. Cho đến giờ ông Hói đã không ít lần tiện tay cuộm máy chơi game của Kinh về để luyện tay, và thi thoảng Kinh vẫn cho Saitama những lời khuyên bổ ích. Khi Saitama bắt đầu cảm thấy lạc lõng trên con đường làm anh hùng của mình, Kinh đã cho anh lời khuyên đúng lúc để anh Hói kịp lấy lại tinh thần, cho dù mấy lời khuyên đó toàn do ông thần Kinh copy từ trong manga mà ra. Thứ 7, đá là đá, kim cương là kim cương. Cho dù nhận được những đãi ngộ không đúng với thực lực của bản thân, Kinh vẫn cho thấy mình phải xứng đáng với trách nhiệm của một anh hùng. Nhận thức được bản thân mình yếu đuối, anh cố gắng đóng góp công sức đúng với năng lực bản thân. Cho dù là một kẻ ăn hôi thành tích của Saitama, nhưng Kinh vẫn cho thấy những khía cạnh đáng quý, đáng được tôn trọng của mình. Đúng với những gì Sekiger đã nói, đá là đá, kim cương là kim cương. Nếu có thể đặt đúng nơi đúng lúc thì cả hai đều có thể là bảo vật. Có điều anh càng cố gắng bao nhiêu thì tôi lại càng thấy đau bụng và sái quai hàm bấy nhiêu. Mong anh vẫn tiếp tục phát huy khả năng tấu hài của mình. Sau sự kiện hiệp hội quái vật, Kinh đã xin gia nhập vào các phái võ, quyết tâm khổ luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng thật trớ trêu thay, chỉ vì danh tiếng có từ trước mà không lò luyện võ nào dám nhận anh làm đệ tử, cho dù đó là bậc thầy võ thuật như Bang hay Bom. Hiện anh đang luyện tập thể lực tại nhà để nâng cao sức khỏe, vừa chống Covid hiệu quả, thực hiện theo chỉ thị 16 về giãn cách xã hội, thể hiện hình ảnh của một anh hùng mẫu mực để người dân noi theo. Trên đây là những tổng hợp nhanh của tôi về Kinh Đại Đế. Nếu muốn tôi làm bất cứ chủ đề nào liên quan One Punch Man thì hãy để lại bình luận của mình dưới video. Như thường lệ, nếu thấy video hay và hữu ích thì hãy like và share để nhiều người biết đến kênh của Thánh Chọc hơn. Còn nếu bạn là người mới đến thì hãy ấn nút subscribe để nhận được những thông báo của các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại anh em rất sớm thôi.